có chiều dài nó là 5m9 như vậy ha, là dài 5m9, mẫu mới như vậy ha, mẫu mới năm 2024, khách nó mới vừa đặt thôi, khách nó mới vừa đặt cho nên là sẵn như vậy mình quay vào cái việc chủ yếu xem tham khảo giá thôi quý vị ha. Tâm hạ mình xét lại, tâm hạ là 2m1 ha, nhưng là bằng nhôm cao cấp nhiều ha, mẫu mới năm 2024 nhiều ha, đời 2024 đó, và bề ngang nó hơn 2m nhiều ha, có máy combo, máy định vị đây nè, đầy đủ tiện nghi ha, máy đời mới nhiều ha, mẫu mới. Và chiếc này khách nó đặt là bề ngang nó là 2m2 nhiều ha, bề ngang 2m2 đến 2m4, bên trong có phòng nghỉ ngơi rất là rộng rãi luôn ha, có máy combo định vị. Và khách đã đặt chiếc này là động cơ Yamaha rồi ha, động cơ Yamaha 4 thì và 90 mã lực như vậy ha, chiếc động cơ này động cơ Yamaha 4 thì 90 mã lực, tùy theo cái sở thích của quý vị ha, quý vị thì muốn đặt cái động cơ nào cũng được ha, chiếc này có thể từ đặt từ 90 mã lực cho đến 150 mã lực ha, nhưng mà khách nó đặt chỉ có chiếc này nó chỉ có 90 mã lực thôi, cho nên giá nó rẻ một chút xíu. Và chiếc... Thân trọng quý anh chị em thân mến, hôm nay sẽ tiếp theo những cái dòng cano mới về nha. Chiếc cano này bằng nhôm cao cấp ha. Chiếc này cano này có tâm hạ là 2m1 như vậy ha, tâm hạ 2m1. Chiếc này đợt mẫu mới như vậy ha, mẫu mới năm 2024 như vậy ha. Chiếc cano bằng nhôm cao cấp ha. Cano bằng nhôm cao cấp, và chiếc này thì có chiều dài nó là 5m9 như vậy ha, là dài 5m9. Mẫu mới như vậy ha, mẫu mới năm 2024. Khách nó mới vừa đặt thôi. Khách nó mới vừa đặt cho nên là sẵn như vậy mình quay vào cái việc chủ yếu xem tham khảo giá thôi quý vị ha. Tâm hạ mình xét lại, tâm hạ là 2m1 ha, nhưng là bằng nhôm cao cấp nhiều ha, mẫu mới năm 2024 nhiều ha, đời 2024 đó, và bề ngang nó hơn 2m nhiều ha, có máy combo, máy định vị đây nè, đầy đủ tiện nghi ha, máy đời mới nhiều ha, mẫu mới. Và chiếc này khách nó đặt là bề ngang nó là 2m2 vậy ha, bề ngang 2m2 đến 2m4, bên trong có phòng nghỉ ngơi rất là rộng rãi luôn ha, có máy combo định vị. Và khách đã đặt chiếc này là động cơ Yamaha vậy ha, động cơ Yamaha 4 thì và 90 mã lực như vậy ha, chiếc động cơ này động cơ Yamaha 4 thì 90 mã lực, tùy theo cái sở thích của quý vị ha, quý vị thì muốn đặt cái động cơ nào cũng được ha, chiếc này có thể từ đặt từ 90 mã lực cho đến 150 mã lực ha, nhưng mà khách nó đặt chỉ có chiếc này nó chỉ có 90 mã lực thôi, cho nên giá nó rẻ một chút xíu. Và chiếc này mới tinh nha quý ha, chiếc này mới nguyên trong thùng ha, chiếc này khách đã đặt rồi cho nên là mình quay cho quý vị xem mà tham khảo giá rồi đó. Bên trong có đầy đủ tiện nghi, máy combo, máy định vị ha. Và chiếc này có giá trị là 80.000 đô la quý vị ha, 80.000 đô la, 80.000 đô la mới tinh nha quý ha, 80.000 đô la. Và với xe động cơ là Yamaha 4 thì 90 mã lực nha, 80.000. Còn quý vị anh chị em thích 100 mã lực thì nó là khoảng là 95.000 ha, tùy theo cái mã lực ha. Nói chung là mình khách nó đặt sao thì mình báo giá cho quý vị xem mà tham khảo giá thôi đó. Quý vị nào mà thích thì cứ nhắn tin cho mình ha, qua bộ máy về miền Tây gmail.com ha, hoặc Zalo thì luôn mình có ghi trong phần mô tả. Chiếc này hoàn toàn mới bằng chậm, mẫu mới vậy ha. Ba Cruiser là mẫu mới ha, mẫu mới của năm 2024. Và 80.000 đô la quý vị ha, 80.000 đô la. Và chiều dài nó là 5m9, xe động cơ Yamaha 4 thì 90 mã lực nhiều ha, và bề ngang nó là 2m2 đến 2m4 ha, hoàn toàn mới 100%, có giá trị là 80.000 đô la ha. Quý vị anh em thích thì nhắn tin cho mình qua bộ máy miền Tây gmail.com. 80.000 đô la Úc là luôn chiếc xe kéo nha quý vị ha, luôn chiếc xe kéo. Mà quý anh em không thích xe kéo thì trừ đi 5.000, còn có 75.000 thôi đó. Chiếc này bắt buộc phải lấy xe kéo như vậy ha, nếu không nó nặng lắm, chiếc này nặng lắm. Nó còn quý không thích xe kéo thì tùy theo cái sở thích của quý vị á, mình chỉ mà quay chú quý vị xem tham khảo giá thôi. Nói chung là giá nào cũng có, tiền nào của đó như vậy ha, giá loại nào cũng có, nói chung tiền nào của đó. Cano mới về cũng rất là nhiều, khách cũng đặt rất là nhiều luôn.
Hôm nay sẵn có chiếc cano này, chiếc cái thuyền nhôm này ha, chiếc thuyền nhôm cao cấp ha, mẫu mới năm 2024, cách nó đặt cho nên mình sẵn mình quay cho quý vị xem báo giá cho chú xem mà tham khảo ha, chỉ là đi biển nó xảy ha, tầm hạ nó được 2m1 rồi ha, và bề dài nó là 4m9 rồi ha, đó, xin lỗi quý vị, là dài nó là 5m9 rồi, là dài nó 5m9 và động cơ bề ngang nó là 2m2 đến 2m4 ha, và động cơ Yamaha 4 thể 90 mã lực mới hoàn toàn 100%, giá 80.000 đô lúc ha, 80.000 đô lúc, nếu mà không lấy xe kéo thì chỉ có 75.000 thôi, rồi rất là đẹp luôn, bên trong có đầy đủ tiện nghi, máy combo, máy liên viện sơn nè, màu đen ha, quý em cho em thích màu nào thì họ sẽ sơn màu đỏ ha, bên đây có hai, có ba bốn màu, màu đỏ ha, màu đen, màu trắng, vừa là màu xanh nước biển ha, nó chung tùy theo cái sở thích của mọi người thôi. À, đây là cái cửa hàng, cái chiếc cano của khách hàng đặt ha, sẵn cho nên mình quay cho quý vị xem tham khảo giá đây, nó chiếc này đẹp lắm, nó dùng tiền nào của nó quý vị, nói chung giá nào cũng có đó, tùy theo túi tiền của mọi người thôi, mình luôn mình quay cho quý vị xem, quý xem tham khảo giá, chiếc này nếu nhập khẩu về Việt Nam khoảng tốn 150 triệu đến 200 triệu quý vị nha, à, tùy theo cái quý vị tiền của tiền quý vị thôi, à, nhập khẩu về khoảng 150 triệu đến 200 triệu rồi, bộ mới hoàn toàn 150 tương đương khoảng 1 tỷ mấy nha, khoảng tỷ 1 tỷ 2 khoảng đó thôi, tùy theo cái tỷ giá đô la Úc lên xuống rồi ha, mình chú ý mình quay cho quý xem tham khảo giá, quý anh chị em thích cứ nhắn tin cho mình ha, qua mua máy game, qua mua bán game mình đây là 100 con ha, và bên mình cũng có nhận mua bán cano ghe tàu ký gửi cho mình ha, quý anh chị em có chiếc cano chiếc ghe tàu muốn bán quý gửi qua cho mình ha, mình sẽ đăng bán hoàn toàn miễn phí cho quý ha. Rồi mình đi một vòng sau đó mình xin kết thúc video thôi, các bạn và gia đình một ngày mới thật tốt đẹp ha quý vị ha, xin tham gia xin hẹn video kế tiếp ha.